nắm tay, anh không tin nắm tay, chỉ anh đưa lại vừa ra như đôi bàn tay. Nhưng mà anh làm gì trong suốt khoảng thời gian mà khán giả đang mong chờ anh nhất?
các bạn biết đó, Quang vẫn làm nhạc, Quang mở phòng thu, xong rồi Quang viết những bài hát cho tất cả ca sĩ. Và đặc biệt bây giờ là mọi người ngồi thân cùng đó là thầy Quang, tức là bây giờ anh dạy hát cho rất là đông các bạn ở nhà của anh. Và ở dưới đây có rất là nhiều học trò hôm nay đi coi thầy Quang diễn. Học trò Quang Quang đâu? Không phải học trò mà chơi đây. Cảm ơn nhiều nha. Nhưng mà các bạn có thấy không, có sự già đi hay sao không? Không. Hay là có mất phong độ gì không? Không. Vậy là có nên hát lại không ta? Không ạ. Cái này là mỗi thiệt tình luôn á, chứ không có ý là hát lại đâu. Tại vì đã có một cái lý do 10 năm không hát thì chắc chắn là có lý do rất là bự rồi. Vậy thôi thì bây giờ Dustin và Hayley sẽ để sân khấu này lại cho anh Lương Hồng Quang để anh tự quyết định nha. Nếu mà có dịp được MTV ưu ái thì anh sẽ sẵn sàng trở lại đây để hát cho các bạn. Và bây giờ các bạn hãy đón tiếp phần trở lại thật là đặc biệt của nữ ca sĩ mà các bạn đang yêu thích, đó chính là Thu.